Vâng, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Làm Đường. Hôm nay thì Làm Đường này tiếp tục giới thiệu đến các bác một số những món ăn bình dân, đơn giản và dễ làm tại nhà. Và đầu tiên đó là món thịt kho tàu. Với món thịt kho tàu thông thường thì Làm Đường đã có video hướng dẫn rất chi tiết trên kênh của mình. Nhưng hôm nay thì Làm Đường xin giới thiệu đến các bác một món thịt kho tàu các bác có thể áp dụng trong gia đình hoặc là quán cơm. Và món kho tàu hôm nay khác với lại lần trước Làm Đường giới thiệu đến các bác thì hôm nay ta có thêm là giò lụa và chả lụa. Tiếp đó là đến trứng. Trứng thì món kho tàu là cũng vậy. Nhưng điều đặc biệt đó là ta sẽ ăn món kho tàu này với xôi. Và đây là gạo Làm Đường đã ngâm được khoảng 3 tiếng rồi đây các bác. Tiếp tục là đến thịt xay. Thịt xay này là thịt lạc mai Làm Đường mua ở chợ và người ta đã xay ra rồi. Hôm nay thì Làm Đường sẽ làm hai món, đó là món khổ hoa nhiều thịt và món chả lá lốt. Tiếp tục là đến thịt bò. Thịt bò này thì Làm Đường mua từ hôm qua và đã được đóng đá, các bác có thể nhìn thấy. Nhưng không sao đâu các bác ạ. Thịt bò này thì Làm Đường hôm nay sẽ xào với lại đỗ xanh. Và đây là đỗ xanh. Đỗ xanh này thì đã được Làm Đường nhặt và bỏ tọ và đã rửa sạch rồi, cùng với lại khổ hoa, rau cần tây và hành hoa. Ngoài những gia vị chính này ra thì ở đây ta sẽ có thêm mộc nhĩ và lấm hương. Mộc nhĩ và lấm hương này thì cũng đã được Làm Đường ngâm và đã rửa sạch rồi. Tiếp đó là đến tỏi và hành khô đã được lột vỏ và đã để sẵn như này. Và bây giờ thì Làm Đường xin mời các bác cùng trải nghiệm cách chế biến những thực phẩm trên thành 5 món ăn ngon trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đầu tiên đó là món thịt kho tàu. Các bác sẽ chuẩn bị một chảo lọc sạch. Các bác sẽ cho vào đây một nhúm muối, vài ba cọng hành hoa và vài ba lát gừng đã được đập dập. Các bác sẽ chờ cho nước long già lên, ta sẽ thả thịt vào và đậy vung luộc chín khoảng 50% là được. Ok rồi, giờ thì các bác sẽ chuẩn bị một loạt các động tác ở phần tất nguội. Đầu tiên đó là hành khô. Hành khô thì các bác sẽ chuẩn bị khoảng 5 đến 6 tép và ta sẽ đập dập bằm nhỏ. Mộc nhĩ và lấm hương các bác sẽ thái sợi ra, sau đó thì ta cũng sẽ bằm nhỏ. Tiếp tục là đến đỗ xanh, để cho đẹp mắt thì các bác nên thái vắt chéo mỏng quả đỗ xanh này ra, còn không các bác có thể bẻ đôi cũng được. Còn hành hoa thì các bác sẽ cắt khúc khoảng 1 cm để chút nữa ta xào với đỗ. Tiếp tục là đến khổ hoa hay còn gọi là mướp đắng. Sau khi đã được ngâm nước muối và rửa sạch rồi thì các bác sẽ cắt cái phần cuống và phần rốn của quả mướp đắng này đi. Và để nhồi thịt vào trong quả mướp đắng này thì có hai cách. Cách đầu tiên thì các bác sẽ cắt phần đầu và phần cuối của quả mướp đắng khoảng 2 cm. Tiếp là các bác sẽ dùng cái phần chuôi của muỗng ăn phở, các bác sẽ lùa vào bên trong và ta sẽ moi hết cái phần ruột của quả mướp đắng này ra. Các bác có thể nhìn thấy là Đường đang làm trên màn hình đó. Và sau khi ta đã moi hết ruột của quả mướp đắng này ra thì nó được như này đây các bác này. Đó, các bác có thể thấy là rất sạch sẽ. Với phần đầu của quả mướp đắng mà ta cắt ra thì các bác cũng lấy thìa, ta sẽ moi hết cái phần ruột bên trong ra là được. Và đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai thì đơn giản hơn. Các bác chỉ cần rạch một đường dao vào giữa quả mướp đắng, sau đó thì lấy tay ta sẽ moi hết cái phần ruột của quả mướp đắng ra là được. Với cách này thì ưu điểm là nhanh và dễ làm, nhưng nhược điểm là khi ta linh nhừ xong thì trình bày miếng khổ hoa không được đẹp. Tiếp tục là đến trứng gà. Thì đây là trứng gà mà Làm Đường đã luộc và lột vỏ ra rồi. Bây giờ thì các bác sẽ dùng dao, ta sẽ cắt vào giữa quả trứng gà sâu khoảng một nửa quả trứng là được. Các bác cũng có thể bổ hờ quả trứng này ra làm tư, như vậy thì quả trứng sẽ được ngâm nhiều gia vị hơn. Ngoài cách bổ hờ quả trứng ra thì các bác có thể dùng một que xiên thịt, các bác sẽ châm loang thoáng lên quả trứng. Với cách này thì quả trứng cũng sẽ ngấm đều gia vị đấy các bác ạ. Tiếp tục là đến thịt ba chỉ. Sau khi đã luộc chín khoảng 5-60% thì nó được như này đấy các bác này. Bây giờ thì ta sẽ thái miếng thịt này ra. Và hôm nay thì Làm Đường sẽ chia sẻ cùng với các bác hai cách thái thịt để làm món kho tàu này. Cách thứ nhất là ta sẽ thái vuông quân chỉ. Ở cách này thì các bác sẽ lựa vào miếng thịt và ta sẽ pha khổ ra. Các bác sẽ thái vuông khoảng 2,5 cm hoặc là 2 × 2 cm là được. Với miếng thịt được thái vuông quân chỉ như thế này thì các bác nên áp dụng trong bữa cơm gia đình. Vì một bữa ta không ăn hết thì những bữa sau ta kho lại, miếng thịt nó không bị lát. Đó, các bác có thể thấy là miếng thịt rất vuông vắn. Và bây giờ chúng ta cùng đến với cách thái thịt thứ hai. Với cách thứ hai này thì các bác sẽ pha khẩu thịt ra rộng khoảng 5 cm và sẽ thái dày khoảng 1 cm. Và đây là miếng thịt mà Làm Đường đã thái xong rồi đây các bác. Với cách thái này thì các bác nào đang làm quán cơm hoặc là quán xôi trắng ăn với thịt kho tàu thì các bác sẽ tiết kiệm được thời gian kho và rất dôi thịt đấy các bác ạ. Và sau khi thịt đã được thái xong thì các bác sẽ cho thịt vào một cái thẩu để ta tẩm ướp. Với chỗ thịt này là 1 kg, các bác sẽ ướp vào đây 1/3 muỗng bột ngọt, 1 thìa cà phê hạt tiêu, 1 muỗng bột lêm và 1/3 muỗng đường. Với nước mắm thì các bác sẽ ướp vào đây là 1 muỗng và xì dầu thì các bác cũng sẽ cho vào đây 1 muỗng. Và cuối cùng là các bác sẽ cho vào đây một chút nước hàng để ta lấy màu. Ok rồi, giờ thì các bác sẽ trộn đều cho thịt ngấm gia vị. Ta sẽ để đây khoảng 5-10 phút thì ta sẽ đem đi xào. Tiếp tục là đến món xôi trắng. Thì đây là gạo lếp mà Làm Đường đã ngâm được khoảng 3 tiếng rồi đây các bác. Bây giờ thì ta sẽ cho vào đây một nhúm muối trắng và sẽ xóc thật đều lên. Các bác sẽ để ra bên ngoài khoảng 2 phút thì ta sẽ đem đi đổ xôi. Tiếp tục là đến thịt xay. Thịt xay này thì ở chợ họ đã xay rồi, thế nhưng nó không được nhuyễn. Bây giờ ta sẽ xay lại một chút để cho thịt nó được nhuyễn hơn. Với một côi xay như này thì Làm Đường chỉ dám xay khoảng 2 nạng thôi, chứ xay nhiều là bị cháy đấy các bác ạ. Bây giờ thì các bác sẽ lên vào đây 1 thìa cà phê hạt tiêu, 2 muỗng nước mắm loại ngon và 1 chút hành tím bằm. Ok rồi, giờ thì các bác sẽ đậy lắp và đem đi xay. Và sau khi xay xong thì nó được như này đây các bác này.
Các bác có thể thấy là thịt sau khi đã được xay qua lên một chút thì nó dẻo hơn và mềm mại hơn. Và để làm món khổ hoa nhồi thịt thì Nam Đường sẽ lấy một nửa số thịt xay này. Các bác sẽ cho thịt vào một cái tô và ta sẽ đổ toàn bộ mộc nhĩ nấm hương vào. Và để cho thịt nó được liên kết chắc với nhau, hợp với lại vị của quả mướp đắng thì các bác sẽ cho vào đây một quả trứng gà. Các bác sẽ trộn đều lên một chút thì ta sẽ lêm thêm vào đây khoảng 1/3 muỗng bột lêm cho vừa ăn. Ok rồi, giờ thì các bác sẽ trộn cái nhân này thật đều lên. Và khi ta đã thấy nhân đã được trộn đều và có độ dẻo rồi thì các bác sẽ nhồi toàn bộ số nhân này vào trong bụng của quả mướp đắng. Với quả mướp đắng được khoét ruột theo kiểu này thì khi ta nhồi nhân, các bác sẽ nhồi càng chặt bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Các bác có thể nhìn thấy trên màn hình là đường đang làm đó. Với món mướp đắng nhồi thịt này thì các bác có thể sử dụng được mướp đắng ta hoặc là mướp đắng nai cũng được. Còn đây là quả mướp đắng ở cách thứ hai ta moi ruột đây các bác. Với quả mướp đắng này để nhồi thịt thì quá dễ dàng rồi. Các bác chỉ cần lấy ngón tay ta hơi banh ra một chút là ta có thể nhồi được thịt vào bên trong. Và cũng như ở cách 1, các bác sẽ nhồi thịt vào bên trong càng chặt bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đó, các bác có thể thấy là đường đang làm đó. Và sau khi ta đã nhồi nhân vào trong bụng quả mướp đắng hết lượt rồi thì còn lại những cái phần đầu mà ta cắt ra. Bây giờ thì các bác cũng sẽ nhồi nhân vào. Với quả mướp đắng ở cách 1 mà ta cắt hai đầu thì đến lúc này các bác sẽ dùng que xiên thịt, ta sẽ ghim cả hai cái phần đầu của quả mướp đắng vào trong thân để một chút nữa khi ta linh thì cái phần thịt nó không bị lòi ra và quả mướp đắng nhìn nó sẽ hoàn chỉnh hơn. Các bác có thể thấy là ở cách làm thứ nhất này hơi cầu kỳ và phức tạp. Thế nhưng đến khi món ăn hoàn thiện thì sẽ bù lại cho chúng ta là miếng khổ hoa nhìn rất đẹp và rất đều nhau. Với món mướp đắng nhồi thịt này thì từ lúc đầu Lạc Đường đã đưa ra hai cách làm. Các bác có thể áp dụng một trong hai cách này để làm sao cho nó phù hợp với gia đình nhà mình là được. Ok rồi, giờ thì chúng ta tiếp tục đến với món chả lá lốt. Với phần thịt xay còn lại các bác cũng cho ra tô và ta sẽ nêm vào đây khoảng 1/3 muỗng bột lêm, một chút xíu bột ngọt và 1/3 thìa cà phê hạt tiêu. Đến lúc này thì các bác sẽ trộn đều lên và ta sẽ quật thịt. Mục đích ta quật thịt như này là để cho thịt nó được dẻo hơn và nghiễn hơn. Đến khi ta cuốn nó nốt, các bác đem đi chiên hoặc đem đi nướng thì miếng thịt nó được mướt, nó không bị bở đây các bác ạ. Ok rồi, giờ là đến cách gói chả. Với gói chả lá lốt này thì cũng có rất nhiều cách. Và các bác đang xem trên màn hình là cách gói chả của những người khéo tay, rất gọn gàng. Nhìn vào miếng chả là ta biết ngay, người này có hoa tay nên tận lách đây các bác ạ. Còn đối với Lạc Đường thì Lạc Đường thích gói kiểu như này, kiểu tiêm trầu. Lá to, lá nhỏ đều gói được, rất nhanh và hiệu quả. Lạc Đường sẽ thực hiện lại một nữa để các bác cùng trải nghiệm với cách gói này. Các bác chỉ cần đặt cái viên thịt vào giữa miếng lá lốt, sau đó ta gập phần cuối lá lốt lại. Tiếp đó thì các bác sẽ gập hai cái phần tai và gập phần cuống lên. Bây giờ thì các bác chỉ cần ghim cái xiên thịt vào là miếng chả đã xong. Thông minh, thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Với cách gói chả theo kiểu tiêm châu này thì các bác có thể nhìn thấy là miếng chả nhỏ xinh vừa miếng ăn, nhìn cũng khá là đẹp mắt. Tiếp tục là đến thịt bò. Để thái được thịt bò này mỏng thì các bác nên để cả khổ như này và ta sẽ thái vuốt về sau. Các bác sẽ thái càng mỏng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đối với thịt bò hoặc là thịt trâu thì các bác chỉ cần thái khoảng một lạng thôi là ta sẽ đủ cho một đĩa đỗ xào. Và với món đỗ xào này thì các bác không nhất thiết phải có thịt trâu hoặc thịt bò. Các bác cũng có thể xào với lại thịt thăn lợn hoặc là lòng mề gà, lòng mề vịt đều được. Ok rồi, giờ thì các bác sẽ chuẩn bị một chút tỏi băm, một chút gừng băm để ta ướp với thịt bò. Với một lạng thịt bò thì các bác sẽ ướp vào đây khoảng nửa muỗng gừng băm, 1/3 muỗng tỏi băm. Tiếp tục là các bác sẽ lên vào đây một chút xíu bột ngọt, 1/3 muỗng bột lêm, một nửa thìa cà phê hạt tiêu và một chút dầu hào. Các bác sẽ trộn đều nó lên và ta sẽ để đây khoảng 2 phút là ta có thể đem đi xào được. Như vậy là phần thớt đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bếp chế biến. Các bác sẽ chuẩn bị một cái chảo sạch, cho vào đây một chút nước và khoảng 10 đến 15 viên đường phèn để ta chưng nước màu. Các bác sẽ bật bếp ở mức nhiệt vừa phải và lấy thìa khoắng cho tan cái phần đường phèn này ra. Khi thấy đường phèn đã ngả sang màu vàng rồi thì các bác sẽ cho nước vào. Còn nếu như các bác không có đường phèn thì các bác cũng có thể sử dụng đường trắng hoặc đường đen hoặc là nước hàng cũng được. Ở trong gia đình thì các bác nên dùng đường phèn để chưng cái nước màu này, vì đường phèn sẽ cho ra một cái màu cánh rắn rất đẹp và nước sẽ có vị ngọt thanh. Và sau khi ta đã cho đủ nước để kho thịt rồi thì các bác sẽ lên vào đây lửa muỗng hành bằm và 2 muỗng bột lêm. Và cuối cùng thì các bác sẽ cho vào đây đó là ớt, tùy theo vào các bác ăn cay nhiều hay ít mà ta cho làm sao nó phù hợp là được. Tiếp tục là đến công đoạn xào thịt. Các bác chuẩn bị một cái chảo sạch và cho vào đây một chút dầu. Khi dầu vừa nóng lên thì các bác sẽ đổ thịt vào xào. Phần thịt này thì ta đã tẩm ướp một cách kỹ càng rồi. Bây giờ các bác chỉ cần xào nhỏ lửa thôi, cho thịt lên màu và thấm gia vị là được. Và khi đã thấy miếng thịt săn này rồi thì các bác sẽ cho toàn bộ nước màu mà ta đã chuẩn bị vào. Với nước màu này thì các bác cứ làm nhiều lên một chút. Và lần đầu tiên ta cho vào thịt thì ta chỉ cần cho ngập mặt thịt là được. Ok rồi, giờ thì các bác sẽ chuyển thịt vào trong một cái lồi để ta kho. Với Lạc Đường thì Lạc Đường hay kho bằng cái lồi đất như này để cái độ nhiệt của nó âm và thịt nó nhanh được dừ. Còn nếu như các bác làm quán cơm kho với số lượng lớn, các bác nên kho vào lồi nhôm đúc là tốt nhất.
Và sau khi sắp xếp miếng thịt được ngay ngắn rồi thì các bác cho luôn trứng gà vào đây, ta sẽ kho cùng với thịt luôn. Tiếp tục là đến món mướp đắng nhồi thịt. Các bác sẽ chuẩn bị một cái xoong và ta sẽ xếp ngay ngắn những quả mướp đắng vào bên trong. Các bác có nước dùng gà hoặc nước luộc thịt càng tốt, còn không thì các bác sẽ đổ nước lọc vào vừa thấy ngập quả mướp đắng là được. Tiếp tục là đến món xôi. Thì ở nhà các bác có chõ xôi hoặc là sườn hấp thì các bác cứ đun nước cho nó sủi lên rồi mới cho gạo vào. Và sau khi ta đã cho hết gạo vào trong sườn hấp rồi thì các bác sẽ dùng thìa, ta sẽ cán cái phần mặt gạo này hơi hình chóp nón một chút là được. Ok rồi, giờ thì các bác sẽ đậy vung vào và ta sẽ đổ xôi lần thứ nhất khoảng 5 phút. Tiếp tục là ta sẽ chuẩn bị một chút dầu thơm để trộn với xôi. Thì ở nhà các bác có mỡ gà hoặc là mỡ lợn thì càng tốt, còn không thì các bác có thể sử dụng dầu như của lạc đường đây cũng được. Với dầu hoặc là mỡ thì các bác cũng cho vào chảo, ta sẽ phi với lại một chút hành khô. Khi đã thấy hành khô vàng và có độ thơm là dầu đã được. Và đây là chõ xôi, sau khi đã sủi được khoảng 2 phút rồi đây các bác. Các bác sẽ lấy thìa, ta sẽ xới đều nó lên và đậy vung vào. Ta sẽ xôi thêm khoảng 2 phút nữa là xong lần một. Với món xôi thì cũng có rất nhiều cách làm, và trong đó có một số những món xôi ta sẽ phải cần xôi đến 2 lần. Ví dụ như món xôi trắng này hoặc là xôi chim. Ở lần 1 thì các bác xôi thấy hạt gạo vừa chín đến thì ta sẽ bắc ra ngoài. Đến lúc này thì các bác sẽ dùng thìa, ta sẽ đánh cho xôi nó tơi ra, rồi trộn với lại dầu thơm và nước cốt dừa để cho xôi nó được thơm và béo ngậy hơn. Hôm nay thì nhà đặc đường hết mất nước cốt dừa. Nếu các bác làm món này thì các bác cho thêm vào là được. Ok rồi, giờ thì các bác đậy vung lại và ta lại bắc lên bếp. Các bác sẽ đổ khoảng 2 đến 3 phút nữa là xôi sẽ chín mềm. Và đây là lồi thịt kho tàu, sau khi đặc đường kho được khoảng 10 phút rồi đây các bác. Các bác có thể thấy là một màu sắc rất đẹp. Và khi ta thấy miếng thịt đã đi vào giai đoạn nhừ rồi thì các bác sẽ thái giò và chả, ta sẽ cho vào kho cùng với lại thịt. Với chả thỏi thì các bác sẽ thái dày khoảng 1 phân và thái cả miếng như này. Còn với giò lụa thì các bác sẽ căn cứ vào độ dày của khoanh giò. Nếu dày 2 phân rưỡi thì các bác sẽ thái làm 8 miếng. Còn nếu dày 2 phân thì các bác thái 6 miếng là vừa. Và đây là lồi thịt mà lạc đường đã kho được khoảng 15 phút rồi đây các bác. Đó, các bác có thể thấy là một màu sắc rất đẹp. Và miếng thịt thì đang vào giai đoạn nhừ, nhìn khá là hấp dẫn đấy các bác ạ. Ok rồi, giờ thì các bác sẽ cho toàn bộ số giò và chả này vào trong nồi ta kho cùng với lại thịt. Và các bác thấy là lồi thịt trong quá trình kho đã cạn rất nhiều nước. Bây giờ thì các bác sẽ bổ sung thêm nước màu vào cho xăm sắp đến mặt thịt là được. Ok rồi, giờ thì các bác sẽ đậy vung lại và ta sẽ kho thêm khoảng 2 đến 3 phút nữa là xong món thịt kho tàu này. Tiếp tục là ta sẽ hoàn thiện món chả lá lốt. Các bác sẽ bật bếp cho dầu nóng già lên. Khi đã thấy dầu nóng già rồi thì các bác sẽ thả chả vào chiên. Ở món chả lá lốt này thì các bác sẽ bật lửa nhỏ vừa phải, nhưng phải để cho dầu thật già, lúc đó ta mới chiên. Còn nếu như các bác để lửa to quá mà chiên thì lá lốt sẽ có màu vàng cháy, có vị đắng và bên trong của miếng chả có khi vẫn còn sống đấy các bác ạ. Và sau khoảng 1 phút chiên, các bác thấy nước trắng ở trong miếng chả chảy ra, có nghĩa là miếng chả đã chín. Đến lúc này thì các bác sẽ chắt hết dầu ra ngoài và ta sẽ lật một vài lượt cho miếng chả nó bớt cái phần dầu thừa đi. Như vậy là món chả lá lốt đã xong rồi đấy các bác ạ. Và sau khi chiên xong thì món chả lá lốt nó được như này đây các bác này. Bây giờ thì là đường sẽ tuốt cái xiên chả này ra để các bác cùng xem. Các bác có thể quan sát thấy là lá lốt vẫn còn một màu xanh và miếng chả rất là thơm. Tiếp tục là ta đến công đoạn trần đỗ để xào với thịt bò. Thì các bác chuẩn bị một cái chảo, ta sẽ cho vào đây một chút dầu và nước lọc. Nếu nhà các bác có nước luộc gà, nước luộc thịt hoặc nước dùng xương thì càng tốt. Nếu là nước dùng thì các bác phải thử xem nó mặn hay nhạt. Thì các bác sẽ lên thêm vào đây một chút bột ngọt, một chút bột lêm. Ok rồi, giờ thì các bác sẽ đun cho nước sủi lên thì ta sẽ thả đỗ vào để ta trần. Với đỗ như này thì các bác lên trần chín rồi mới đem đi xào. Còn các bác trần sống mà lại xào to lửa, xào lướt qua thì đến lúc ăn là bị hôi đấy các bác ạ. Ok rồi, giờ thì các bác sẽ chuẩn bị một cái chảo sạch, cho vào đây một chút dầu. Các bác sẽ bật bếp cho dầu lóng già lên thì ta sẽ cho vào đây một chút tỏi ta phi vàng. Và khi đã thấy tỏi ngả vàng rồi thì các bác sẽ cho thịt bò vào xào. Ở trong gia đình ta chỉ xào có một lạng thôi thì các bác cũng không nên xào thịt bò này với mức lửa to quá. Các bác cứ xào lửa vừa phải là được. Và khi đã thấy thịt bò chín tái rồi thì các bác sẽ cho đỗ vào xào lẫn với nhau và sẽ nêm nếm lại một lần nữa cho vừa ăn là được. Ok rồi, giờ thì các bác sẽ cho vào đây một chút hành hoa rồi đảo qua lên một chút, thấy hành chín tái là được. Và món thịt bò xào với đỗ xanh, sau khi xào xong thì các bác sẽ cho ra đĩa. Các bác có thể nhìn thấy là đỗ rất xanh và thịt bò thì chín mềm. Tiếp tục là đến món mướp đắng nhồi thịt. Thì sau khi hầm được khoảng 20 phút thì món mướp đắng nhồi thịt nó được như này đây các bác này. Các bác có thể thấy là quả mướp đắng bắt đầu dừ rồi. Bây giờ thì lạc đường sẽ vớt quả mướp đắng này ra và thái thành những miếng vừa ăn. Với món mướp đắng nhồi thịt này, lần đầu tiên ăn thì các bác sẽ thấy nó hơi ngang và hơi khó ăn. Nhưng khi đã ăn quen rồi thì các bác sẽ thấy cái hương vị của quả mướp đắng này khá là thú vị đấy các bác ạ. Và đây là miếng mướp đắng mà lạc đường sắc ra đây các bác. Đó, các bác có thể thấy là rất tuyệt vời. Và sau khi thái xong thì các bác sẽ cho món mướp đắng này vào một cái tô và ta sẽ cho cả nước vào. Khi ăn thì các bác sẽ ăn cả nước cả cái mới cảm thấy hết được cái điều thú vị của món mướp đắng nhồi thịt này các bác ạ. Bây giờ thì chúng ta cùng quay lại với chỗ xôi. Sau khi đổ thêm được khoảng 2 phút thì xôi nó đã chín mềm. Các bác có thể nhìn thấy là xôi rất dẻo và có độ bóng của dầu.
Như các bác theo dõi video từ đầu thì Đạt Đường đã giới thiệu món thịt kho tàu hôm nay khác với lại mọi lần và ăn kèm với xôi. Thì vậy ăn như thế nào? Bây giờ Đạt Đường sẽ trình diễn một bát xôi để các bác cùng xem. Xôi thì các bác sẽ sới ra tô và chuyển qua nồi thịt kho tàu. Ở nồi thịt kho tàu này thì các bác thích ăn giò, chả, thịt hoặc là trứng thì các bác lựa chọn những món mình thích và gắp vào bát xôi và chan một chút nước dùng lên là được. Với món xôi trắng ăn với thịt kho tàu này, những anh em nào làm công nhân ăn vào bữa sáng thì rất tiện và rất phù hợp đấy anh em ạ. Chắc các bạn ăn cái món này lại nhớ thời Hà Nội quá. Với một món khá là đa năng, khá là nhiều topping và có nhiều sự lựa chọn cho người thưởng thức, món này ăn với cơm trắng thì cũng rất tuyệt vời đấy các bác ạ. Và bây giờ thì Đạt Đường xin mời các bác cùng nhìn lại 5 món ăn bình dân, đơn giản, dễ làm mà Đạt Đường đã chế biến trong buổi chiều ngày hôm nay. Đạt Đường xin mời các bác cùng dùng bữa tối với lại hai con Đạt Đường nhá. Mời các bác ăn cơm. Thì nấu, đây là nấu gia đình thì nó hơi to nhưng mà mình trong quán là nấu cỡ này còn gì này. Ăn miếng này nó đã đời. Là nhũn luôn. Nước này vừa nhỉ, ngon nhỉ. Thơm. Thơm lắm. Cái này đâu giống hàng bán xôi hơn. Bán xôi thì có giò. Thế đúng rồi. Cái này là mình làm, cái này là ai học người ta có thể mở chỗ xôi đi bán ở chỗ văn phòng các thứ được. Đạt Đường xin cảm ơn mọi người đã xem video của Đạt Đường. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Quán xôi với cái giò chứ.